Bí quyết duy trì những thói quen tốt tuyệt vời, những phương pháp đơn giản của Web 5 ngày. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sống Khỏe Cùng Hiếu, kênh chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng, luyện tập và lối sống lành mạnh. Video này mình muốn chia sẻ với các bạn bí quyết để duy trì những thói quen tốt nhờ phương pháp đơn giản và cực kỳ hiệu quả mà mình đã áp dụng trong thời gian qua. Hẳn là các bạn cũng đã từng giống như mình, một thời gian dài tìm kiếm những thói quen tốt để nâng cấp và phát triển bản thân như đọc sách, tập thể dục, đi ngủ sớm, ăn uống lành mạnh và vô số thói quen khác. Lúc đầu thì khi thế hợp nhưng chỉ được dăm bữa và chưa được nửa tháng thì đúng như các cụ nói là cả thèm chóng chán, mình cảm thấy khó quá lại bỏ dở và bắt đầu một thói quen mới mà mình nghĩ là cần thiết hơn, tốt hơn. Những thói quen tốt mà mình đã tìm hiểu và thử thực hành thì không thể đếm được trên tất cả các đầu ngón tay. Mình cảm thấy chán nản và thực sự rất là nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng làm được cái gì nên hồn trong cuộc đời này. Trong lúc khốn cùng và thất vọng nhất thì mình có vô tình lướt YouTube và xem được một video của kênh Web 5 ngày. Và từ đó Web 5 ngày là một kênh học tập, rèn luyện mỗi ngày của bản thân mình cho đến tận bây giờ đã được 5 năm. Mình đã tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích, những kiến thức, bài học vô cùng giá trị trong cuộc sống, trong đó có bí quyết để duy trì những thói quen tốt mà mình rất trân trọng và vẫn đang duy trì thực hiện mỗi ngày. Bí quyết đơn giản này đã giúp mình rèn luyện và duy trì những thói quen tốt một cách hiệu quả. Giờ đây, mình đã có trong tay bộ sưu tập nho nhỏ những thói quen tốt như chạy bộ, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và một vài thói quen khác. Bạn cũng muốn có trong tay một bộ sưu tập không chỉ nho nhỏ như mình mà là một bộ sưu tập lớn phải không? Mình biết mà. Vậy hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những lợi ích của những thói quen tốt. Chắc chắn rồi, chúng có tốt thì chúng ta mới dành thời gian và công sức để rèn luyện và kiên trì chứ. Sao chúng ta có thể bỏ thời gian và công sức để làm những việc mà không đem lại lợi ích gì chúng ta được? Đầu tiên hãy đến với ví dụ về thói quen ăn uống lành mạnh. Khi chúng ta có thói quen ăn uống lành mạnh mỗi ngày thì những chỉ số cơ thể sẽ ở mức cân bằng hoàn hảo, các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động một cách trơn tru, hiệu quả, cơ thể bạn sẽ luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và luôn tỉnh táo để có thể giải quyết mọi công việc trong cuộc sống. Hãy thử tưởng tượng một buổi sáng khi thức dậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, chưa cần ốm đau bệnh tật mà chỉ cần hắt hơi sổ mũi nhẹ nhẹ thôi thì cả ngày của bạn sẽ rệu rã. Lúc ấy bạn chỉ muốn có một điều ước là được khỏe mạnh như bình thường. Khi đó bao nhiêu hoài bão, ước mơ, dự định của bạn, bạn cũng chẳng buồn nghĩ tới. Nhưng để có một cơ thể khỏe mạnh và duy trì nó là một điều không hề dễ dàng với đa số chúng ta. Ví dụ thứ hai về thói quen học tập, thành công trong sự nghiệp, có được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người là điều ai cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng có thói quen tự học. Trong thời đại mọi thứ thay đổi quá nhanh và cập nhật liên tục, nếu chúng ta không có thói quen tự học thì sẽ luôn bị bỏ lại phía sau. Như ChatGPT chẳng hạn, nó chỉ mới ra mắt một vài tháng thôi nhưng nó liên tục cập nhật các phiên bản mới. Những câu lệnh sử dụng cũng phải thay đổi liên tục để phù hợp với phiên bản mới. Nếu như chúng ta không tự học mỗi ngày thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể bắt kịp với thời đại. Chắc hẳn bạn cũng đã một vài lần trong tình huống ấp úng không biết câu trả lời khi đi phỏng vấn, thất vọng khi không được xét tăng lương và tự trách bản thân rằng giá như mình chăm chỉ rèn luyện học tập thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Rồi những thói quen khác như ăn rau xanh, uống đủ nước, thiền, yoga và vô số những thói quen khác. Nếu như chúng ta có trong tay bộ sưu tập những thói quen tốt thì đảm bảo cuộc đời bạn sẽ thăng hoa hết mức. Bạn có thể tưởng tượng ra cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc như thế nào, khỏe mạnh như thế nào, bạn sẽ tràn đầy năng lượng ra sao, bạn sẽ sống trọn vẹn như thế nào nếu như bạn giữ bên mình những thói quen tốt và thực hiện chúng mỗi ngày. Cuộc đời này ai cũng biết những thói quen tốt là quan trọng và cần thiết, chúng ta luôn mong muốn và khát khao có được chúng, nhưng chúng ta lại rất khó để thực hiện và duy trì những thói quen tốt. Chúng ta bắt đầu thử một chút rồi từ bỏ và sống trong sự hối hận, và về lâu dài lòng tự trọng, lòng tự tôn của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì một lúc nào đó chính bạn sẽ coi thường mình rất nhiều, bạn sẽ không còn tin mình có thể duy trì một điều tốt nữa và chấp nhận một cuộc sống không tiếp tục cố gắng, tại vì bạn đã cố 3-4 lần mà vẫn thất bại. Và bạn sẽ hình thành một niềm tin là mình không thể làm được. Và khi chúng ta đã tin rằng chúng ta không thể làm được thì chắc chắn vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Web 5 ngày đã đưa ra một phương pháp rất đơn giản và dễ làm. Phương pháp này sẽ dành đến những người mới và những người đã từng thử một vài lần và thất bại. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay nhé. Điều thứ nhất, dễ dãi. Khi bắt đầu một thói quen mới, hãy dễ dàng với bản thân một chút, không cần quá cứng nhắc và ép mình vào một khuôn mẫu ngay lập tức, bởi vì chúng ta cần thời gian thích nghi. Ví dụ như việc đọc sách, bạn có thể bắt đầu thói quen đọc sách với một vài trang, đọc mục lục hay chỉ cần bạn cầm cuốn sách lên và ngắm nghía nó đã là một thành công. Không cần phải áp lực đọc mỗi ngày 20 trang trong một tháng hay đọc mỗi tháng một quyển, hãy bắt đầu nhỏ thôi, hãy cứ thoải mái. Hôm nay bạn cầm cuốn sách lên là bạn đã đỡ lãng phí thời gian và những video ngắn, những drama trên mạng xã hội, đó đã là một thành quả lớn của bạn. Thứ hai, lâu dài. Bạn đừng đòi hỏi bản thân trở thành ai đó vĩ đại trong một thời gian ngắn. Hãy đặt cho mình một thời gian đủ dài để có thể trở thành con người mà bạn mong muốn. Ví dụ, hãy tự cho mình thời gian 1 năm để xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày. Với khoảng thời gian này, bạn có thể thoải mái, không tự bắt ép mình quá khắt khe. Bạn có thể đọc một ngày một vài trang, hay một tuần một vài trang cũng được. Điều cơ bản ở đây là hãy đưa sách vào đời sống để nó có mặt và hiện diện trong cuộc sống của bạn. Thứ ba, quay lại. Hãy tạo ra một hệ thống nhắc nhở bằng việc sử dụng điện thoại của bạn. Dùng báo thức và các nhắc nhở lặp lại sẽ giúp bạn nhớ và thực hiện những thói quen mới một cách đều đặn và giữ chúng hiện diện trong cuộc sống của bạn. Ví dụ cài nhắc nhở hàng tuần cho việc đọc sách vào cuối tuần thay vì cài phim, cài game, nhậu nhẹt bù khú, thâu đêm suốt sáng.
Dần dần bạn sẽ nhận thấy những lợi ích của việc đọc sách như vận dụng được vào cuộc sống, sự hiểu biết của bản thân tăng lên. Bạn thực sự cảm nhận và thấy được lợi ích của nó thay vì chỉ nghe người ta nói về lợi ích của đọc sách như trước đây. Khi đó bạn tự nghĩ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho nó. Và rất có thể thói quen đọc sách mỗi ngày sẽ đến sớm hơn thời gian bạn đã dự định rất nhiều. Hy vọng với 3 bước vô cùng đơn giản và hiệu quả này, bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn tuyệt vời để sưu tầm những thói quen tốt trong bộ sưu tập những thói quen tốt của cuộc đời nhé. Hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay. Hãy nhớ, dễ dãi, lâu dài và quay lại. Quá đơn giản phải không nào? Và cũng đừng quên chia sẻ video này tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân của bạn nếu bạn cảm thấy nó hữu ích nhé. Hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.